Xin chào các bạn, mình tên là Cao Minh Minh, lớp 2.1, trường Wellspring. Sau đây, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có tên là Bầy Chim Thiên Nga. Mời các bạn cùng nghe. Ngày xưa ngày xưa, tại một vương quốc bên bờ biển có vị vua nọ. Ngài có 11 cậu con trai và một cô con gái xinh đẹp tên là Ly Dơ. Nhưng một thời gian sau, hoàng hậu qua đời, đức vua lấy vợ mới. Đó là một người đàn bà độc ác, xấu xa. Ngay từ đầu bà ta đã chẳng hề yêu thương những đứa trẻ kia chút nào. Bà ta ra sức đơn đặt những điều xấu về 11 cậu hoàng tử. Đến mức cuối cùng nhà vua đã đuổi họ ra khỏi vương quốc. Hoàng hậu yếm bùa lên các cậu con trai, thế là họ bị biến thành những con thiên nga lộng lẫy bay khỏi cung điện, bay qua cả đại dương, mỗi lúc một xa. Mụ hoàng hậu độc ác cũng đơm đặt nhiều điều về nàng Ly Dơ công chúa với nhà vua, thế là nàng Ly Dơ bị đuổi tới sống trong túp lều tranh cùng vợ chồng một người nông dân. Nhiều năm sau, vua muốn gặp công chúa út Ly Dơ. Hoàng hậu vẫn căm ghét Ly Dơ tới mức khi nàng tới diễn kiến, mụ ta lệnh cho ba con ếch biến nàng thành xấu xí, đơn độc và ác độc. Mụ thả cốc vào bồn tắm của Ly Dơ. Nhưng khi Ly Dơ vào bồn tắm, những con cóc phải chịu thua trước vẻ thánh thiện của nàng và chúng biến thành những đóa hồng. Thế là hoàng hậu tức tối làm rối bù mái tóc của Ly Dơ và bôi đất bẩn lên mặt nàng, rồi mụ đưa nàng tới diện kiến vua cha. Nhà vua không thể nhận ra con gái Ly Dơ của mình. Ngài ra lệnh đuổi nàng khỏi cung điện và không bao giờ cho phép nàng quay lại nữa. Nàng Ly Dơ tội nghiệp lang thang trong rừng sâu. Tại đó, một bà lão tốt bụng đã nói với nàng rằng bà đã nhìn thấy 11 con thiên nga bơi trên hồ, đó ắt hẳn là các anh trai của cháu. Ly Dơ reo lên và nàng chạy đi tìm các anh. Nàng nhìn thấy bầy chim thiên nga đội vương miện trên đầu, rồi đột nhiên bóng tối bao phủ mặt đất. Bầy thiên nga biến thành những người anh thân yêu của nàng. Bùa chú của hoàng hậu đã biến các hoàng tử thành thiên nga vào ban ngày, nhưng khi đêm xuống, họ trở lại là những hoàng tử. Nàng Ly Dơ vui sướng ôm chầm lấy các anh. Sáng hôm sau, các hoàng tử hóa thành thiên nga. Họ đặt Ly Dơ lên một tấm vải và mang nàng bay qua biển. Bầy thiên nga hạ cánh xuống một vương quốc xa xôi và nàng Ly Dơ vào nghỉ tạm trong một cái hang. Nàng cầu nguyện mong tìm được cách nào đó giải thoát cho các anh mình khỏi bùa chú. Khi nàng thiếp đi, một nàng tiên hiện ra và nói với nàng: con hãy hái cây tầm ma và đan 11 áo tấm áo. Sau đó con tung áo phủ lên mình bầy chim thiên nga thì bùa chú sẽ bị phá bỏ. Nhưng hãy nhớ, con không được nói một lời nào cho tới khi đó. Nếu không, các anh của con sẽ chết. Sáng hôm sau, nàng Ly Dơ bắt tay ngay vào việc. Nàng đi ra ngoài hái cây tầm ma. Chẳng mấy chốc mà hai bàn tay và cánh tay nàng đầy vết sứt.
Rồi nàng bắt đầu đan áo. Nàng không ngại đau đớn, bởi đó là việc để cứu các anh nàng. Đêm đó, các hoàng tử hỏi nàng đang làm gì, nhưng nàng im lặng. Thấy vậy, hoàng tử út bực khóc, nước mắt tràn rơi xuống bàn tay ly dơ và những vết xước biến mất sạch. Hôm sau, có tiếng kèn săn bắn vang lên. Đó chính là tiếng kèn săn của vị vua vương quốc này. Ngài đang cưỡi ngựa săn bắn cùng quan quân. Khi thấy Ly Dơ xinh đẹp đáng yêu, ngài ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Thế là ngài đưa nàng lên ngựa và quay về cung điện của mình. Ly Dơ vẫn im lặng suốt chặng đường. Ai ai trong cung điện cũng nghĩ nàng thật xinh đẹp, chỉ trừ lão tế xấu xa. Ta là phù thủy, lão nói. Ly Dơ chỉ khóc, bởi giờ nàng không thể đan áo cho các anh mình được nữa. Nhà vua động lòng thương cảm, ngài nghĩ rằng có lẽ nàng nhớ công việc của mình. Vì thế, ngài đã lệnh cho mang áo và cây tầm ma từ hang về cung điện. Ly Dơ lần đầu tiên mỉm cười, nàng đem lòng cảm mến nhà vua vì lòng nhân từ của ngài. Hằng đêm, nàng mệt mài đan áo, nhưng khi chỉ còn 3 chiếc nữa, sợi tầm ma lại hết mất. Thế là nàng bí mật đi hái thêm. Nàng đành phải tới một nghĩa địa, nơi đó vốn bị đồn là chỉ dành cho phù thủy. Lão tế tướng xấu xa kia đã thấy việc làm của nàng. Ta là phù thủy, lão tâu với vua. Phải đem ả lên giàn thiêu. Nhà vua vô cùng buồn bã, nhưng ngài đành phải chấp thuận. Vậy là nàng Ly Dơ bị quản vào ngục, nhưng nàng vẫn chẳng nói một lời nào. Trong ngục, nàng vẫn làm việc không kể ngày đêm. Khi được đang 10 được 10 chiếc áo thì cũng là lúc nàng bị ám tải lên xe để ra giàn thiêu. Đến tận lúc đó, nàng vẫn mệt mài đan. Khi nàng vừa đan xong chiếc áo cuối cùng, may sao 11 con thiên nga kịp bay tới chỗ nàng. Lúc bị giải lên giàn thiêu, Dio đã kịp tung áo lên bầy chim thiên nga. Lần lượt 11 chàng hoàng tử đẹp trai hiện ra. Lời chú cuối cùng cũng đã được hóa giải, và giàn thiêu bỗng nở rộ những đóa hồng tươi thắm. Giờ thì nàng Ly Dơ đã có thể nói nên lời, và nàng kể lại câu chuyện của chính mình. Nhà vua vô cùng sung sướng, ôm nàng vào lòng. Dân chúng reo hò, chim tung cánh trên trời cao, và tất cả chuông nhà thờ đồng loạt reo vang. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của mình.